Cô Tuyền xin chào các bạn học sinh thân mến. Rất vui được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Ở bài học hôm nay, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu bài tập đọc Nội quy đảo khỉ. Cô Tuyền mời các con mở sách giáo khoa trang 43. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài học nhé. Hoạt động 1, cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc. Đầu tiên, cô Tuyền sẽ đọc mẫu một lần cả bài, các con cùng chú ý lắng nghe nha. Nội quy đảo khỉ. Sau một lần đi chơi xa, khỉ nâu về quê nhà. Cảnh vật nhiều thay đổi. Thấy một tấm biển lớn ngay bến tàu, khỉ nâu bèn theo khách du lịch đến xem. Nội quy đảo khỉ. Đảo khỉ là khu bảo tồn loài khỉ. Khách đến tham quan đảo khỉ cần thực hiện những điều quy định dưới đây. 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo. 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo. Ngày 15 tháng 1 năm 1990, Ban quản lý điểm du lịch đảo khỉ. Đọc xong, khỉ nâu cười khanh khạch, tỏ vẻ khoái chí. Sau khi nghe cô Tuyền đọc xong, các con có chú ý rằng trong bài có những từ mà cô Tuyền nhấn giọng không con? Ví dụ như tham quan nè, trêu chọc nè, khanh khạch, khoái chí. Như vậy, các con cũng nhấn giọng ở những từ này để cho bài đọc của mình hay hơn nha con. Bây giờ cô Tuyền mời các con luyện đọc vài lần tại nhà. Chắc là các bạn cũng đọc xong rồi ha. Sau khi đọc xong bài thì cô Tuyền thấy rằng có một số từ mà các bạn có thể là ít gặp và cô Tuyền muốn làm rõ ý nghĩa của nó cho các bạn hiểu. Ví dụ như là từ du lịch. Du lịch tức là đi chơi xa cho biết đó biết đây. Nội quy là những điều quy định mà mọi người phải làm theo. Bảo tồn tức là giữ lại, không để mất đi. Tham quan là xem, thăm một nơi để mở rộng hiểu biết. Quản lý tức là trông coi và giữ gìn. Khoái chí có nghĩa là thích thú. Như vậy, bây giờ chắc là các con đã hiểu nội dung bài thật là rõ rồi đúng không nào? Cô Tuyền mời các con qua hoạt động 2 tìm hiểu bài nha. Câu hỏi số 1. Nội quy đảo khỉ có mấy điều? Với câu hỏi này, cô Tuyền nghĩ là các bạn dễ dàng tìm hiểu được khi mà mình đọc qua bài đúng không con? Nội quy đảo khỉ có 4 điều. Câu số 2. Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào? Như vậy các con hãy đọc lại từng điều và nhẩm xem là mình hiểu về từng điều đó như thế nào nha con.
các con đã làm xong chưa nào? Bây giờ cô Tuyền sẽ cùng các con tìm hiểu từng điều nha. Điều 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo. Có nghĩa là mọi quý khách khi lên đảo tham quan đều phải mua vé, và người ta sẽ dùng cái số tiền đó để chăm lo cho các cái con khỉ nè, để có thức ăn và chữa bệnh cho chúng khi chúng bị bệnh, và để trả lương cho các cô chú nhân viên phục vụ trong đảo khỉ nữa ha con. Điều 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. Các con thấy rằng những con thú trong chuồng rất là dễ thương, đáng yêu ha. Nhưng mà nếu mà con chọc ghẹo chúng thì chúng sẽ tức giận và có thể gây nguy hiểm cho người trêu chọc. Nên là chúng ta không được chọc ghẹo chúng nha con. Điều 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. Khi cho thú ăn các loại thức ăn lạ có thể làm chúng bị mắc bệnh, vì thế khách tham quan không được cho thú ăn các loại thức ăn lạ. Các con biết không, mỗi loại thú thì nó sẽ có một cái loại thức ăn phù hợp riêng cho nó. Nếu như mà con không biết, không hiểu rõ về loại thú đó mà con cho nó ăn những thức ăn mà nó không thể ăn được hoặc không tiêu hóa được thì sẽ dẫn đến gây hại cho nó. Nên là mình không nên cho nó ăn những loại thức ăn mà mình chưa hiểu rõ ha con. Điều 4. Giữ vệ sinh chung trên đảo. Khách tham quan không được vứt rác, hạt nhổ, đi vệ sinh bừa bãi, vì như thế sẽ làm ô nhiễm môi trường trên đảo, ảnh hưởng đến sức khỏe của thú nuôi trên đảo và đến chính khách tham quan. Điều này rất là quen thuộc đúng không con? Mình phải giữ vệ sinh ở mọi nơi mà mình đến. Và trên đảo khỉ cũng vậy ha con. Câu 3. Vì sao đọc xong nội quy, khỉ nâu lại khoái chí? Chúng ta thấy ở câu cuối cùng của bài đọc, khỉ nâu cười khành khạch, tỏ vẻ khoái chí. Như vậy thì các con hãy suy nghĩ xem vì sao nó lại khoái chí như vậy. Các con đã biết lý do chưa? Bây giờ cô Tuyền sẽ bật mí nha. Vì nó thấy đảo khỉ và họ hàng của nó được bảo vệ, chăm sóc tử tế và không bị làm phiền. Khi mọi người đến tham quan đảo khỉ đều phải tuân thủ theo mọi quy định của đảo khỉ. Sau khi đã đọc qua và tìm hiểu nội dung bài rồi, thì bây giờ các con hãy tự luyện đọc lại nhiều lần. Các con nhớ, khi mà chúng ta không đến trường thì ở nhà có rất là nhiều thời gian. Những khoảng thời gian rảnh này các con hãy lấy sách ra, rèn đọc và trả lời câu hỏi, đọc đi đọc lại nhiều lần để mình đọc thành thạo nha con. Tiết học của cô Tuyền đến đây là kết thúc. Cô Tuyền xin chào các bạn và chúc các bạn đã có một buổi học tập đọc thật vui nha.